vị và các bạn, hôm nay chuẩn bị hồ sơ mệt quá cho nên muốn làm cái video này tặng quý vị và các bạn. Thì video hôm nay có cái tên là bắt buộc đo vẽ khi khởi kiện tranh chấp đất đai. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao chúng ta phải có một cái động tác khi mà tranh chấp đất đai chúng ta phải đo vẽ? Thì tôi cho rằng là nó có những lý do sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta buộc lòng phải đo vẽ vì khi có một cái phán quyết của tòa án để mà công nhận cái quyền sử dụng đất đó. Mà nói thiệt với quý vị và các bạn, tại thời điểm mà Ủy ban Nhân dân cấp giấy cho đến cái thời điểm tranh chấp, biết đâu diện tích nó tăng giảm rồi như thế nào. Cho nên thông thường trong tất cả các vụ kiện đều phải được đo vẽ. Tôi có một cái vụ án, tôi đang có một cái vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Thì khi mà tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất như vậy cũng có đo vẽ đó. Và phán quyết của tòa án là công nhận cho bà A được 1.000 mét, công nhận cho bà B được 1.000 mét. Tuy nhiên rằng là không biết là ở vị trí nào, tại vì quyền sử dụng đất của người ta có tới 10.000 mét lận quý vị. Có thể là ở cái vị trí mặt đường, tiếp cận với mặt đường, cũng có thể là vị trí là đất ruộng. Vì không biết là tòa tuyên nó nằm ở chỗ nào, cho nên là không biết là cái bản án của tòa án cấp sơ thẩm đây nè, đi lên trên thì không biết phản ứng như thế nào. Thì thôi, cái chuyện đó là cái chuyện của những cái vị khách hàng của tôi. Thì hôm nay thì thông qua cái video này thì tôi cho rằng là bắt buộc phải đo vẽ khi tranh chấp đất đai. Trong cái phần này thì tôi đưa ra 3 vấn đề như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong một cái video gần nhất thì tôi có nói là như thế này. Những cái chi phí trong một cái vụ kiện liên quan đến đất đai thì nó bao gồm có tạm ứng án phí nè, chi phí đo vẽ nè, chi phí định giá. Và hôm nay tôi nói về cái việc phải đo vẽ. Thì thưa quý vị và các bạn, một cái người nào đó khi tranh chấp đất đai thì họ buộc lòng họ phải có cái bản vẽ. Giờ tôi đơn cử nha quý vị và các bạn, tôi đang đơn cử là bây giờ cái người này họ tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất. Thì khi mà cái quyền sử dụng đất này là của ba mẹ họ để lại, và đây là giấy đỏ nè quý vị, cái này là cái tờ photo thôi, đây là một cái tờ giấy mà thể hiện quyền sử dụng đất này là của ba và của mẹ họ để lại, và họ chứng minh bằng cách gì đó. Thì thí dụ như tôi cho là trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này nó có 5.000 mét, và họ yêu cầu là chia thừa kế quyền sử dụng đất. Gia đình họ có 5 người con, ba mẹ chết hết rồi, thì họ chia mỗi người được 1.000 mét. Tuy nhiên thì quá trình đo vẽ lại, đây là một cái bản vẽ của tòa án nha quý vị, bắt buộc phải đo vẽ. Nếu trong trường hợp không đo vẽ thì sẽ vi phạm tố tụng. Đây là một cái bản vẽ của hổ A2, một cái bản vẽ mặc dù là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm đó nhà nước công nhận cho ba mẹ họ là 5.000, tuy nhiên là cái quyền sử dụng đất này khi mà đo vẽ còn lại có 4.007 thôi, nó mất hết 300 mét vuông. Thì trong cái quá trình đó khi bắt buộc khi đo vẽ thì tòa án phải dựa trên cơ sở nào? Đó là lý do thứ hai. Phán quyết của tòa lúc nào cũng dựa trên cái diện tích đất mà tòa đã có bản vẽ, đã có được kiểm tra nội nghiệp nha quý vị và các bạn. Bây giờ tôi sẽ nói hai trường hợp, một cái trường hợp là diện tích lớn hơn diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thật ra thì diện tích mà lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì dễ rồi.
Nếu như trong trường hợp diện tích mà lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa gọi các bên lên, tòa hỏi ủy ban rằng là trong hồi xưa ba mẹ mình được cấp giấy chứng nhận là 5.000 mét, bây giờ nó lên tới 5.200, vậy quý vị tính sao? Thì thông thường thì các bên sẽ nói là bây giờ lấy 5.200 mà chia cho 5. Còn cái một trường hợp nữa là nó ít hơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây quý vị và các bạn, tổng diện tích của họ là 5.000, bây giờ còn có 4.700 à. Thì bắt buộc tòa án phải dựa trên cái việc đo vẽ chính xác là 4.700. Và tôi nói một cái bản án cấp sơ thẩm của tòa án đã tuyên mỗi người được một suất thừa kế bằng 1.000 mét. Tuy nhiên rằng là quý vị và các bạn biết không, một cái thửa đất như thế này mà chia không biết tứ cạnh thì không biết rằng là những người ở cái phía mặt tiền họ vẫn muốn tôi cũng muốn ở mặt tiền, một cái anh chị em ruột tôi cũng muốn ở mặt tiền, vậy ai ở mặt hậu đây? Phán quyết không có tứ cạnh, không biết khu vực, dẫn đến trường hợp là bản án không thể thực hiện trong đời sống xã hội. Tôi nhớ có một cái vụ án mà cách đây vài năm ở một tòa án nhân dân quận, hai bên trong cái quá trình đo vẽ như vậy thì có một cái bản vẽ ở tòa án, tuy nhiên rằng hồ sơ thì sau đó thì án có hiệu lực pháp luật và đi qua bên thi hành án, mà các bên đều không có luật sư cho nên thi hành án không biết cái bản vẽ như thế nào và buộc lòng phải hỏi cái bản vẽ đâu. Thì các bên nói tôi cũng không biết, nó hồi xưa tòa đo vẽ. Và thi hành án phải buộc phải có một cái công văn hỏi tòa án rằng cho tôi xin trích lục cái bản vẽ. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình mà thu thập chứng cứ thì tòa án bắt buộc phải đo vẽ phần diện tích đất tranh chấp. Thì tôi đơn cử rất là nhiều việc phần phải đo vẽ. Hai bên tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cái thửa đất có tổng diện tích là 1.000 mét, tọa lạc tại thuộc số tờ, số thửa, tòa bản đồ tại tọa lạc tại đâu đó. Tôi nhớ có một cái vụ kiện nó cũng không lâu đâu, đó là tranh chấp vì việc ly hôn và tranh chấp chung, ly hôn và tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Thì đương sự của tôi bảo rằng là chị Thu ơi, tại sao phải đo vẽ chi cho tốn tiền, trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã có thể hiện tọa độ, đã có thể hiện diện tích rồi, nhà nước công nhận cho tôi. Thì tôi bảo rằng là giữa cái cơ quan hành chính là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ủy ban nhân dân huyện và tòa án là một cái cơ quan, hai cơ quan là hoàn toàn độc lập. Và nếu như trong trường hợp mình không tiến hành thu thập chứng cứ, là một trong những thu thập chứng cứ như quý vị, bằng cách đo vẽ, thì sau này những cái phán quyết của tòa án nó gọi là xa rời thực tế, nó không đi vào thực tiễn. Mà không đi vào thực tiễn thì nó dễ dẫn đến trường hợp sẽ không được thi hành án. Nó có những trường hợp là cái phần mà được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó đúng với diện tích thực tế của tòa thì đó là một cái vấn đề rất là vui rồi, mình khỏi điều chỉnh, khỏi chỉnh, khỏi sửa. Còn nếu như trong trường hợp giờ tôi nói như dư quận 2 đi, tất đất tất vàng, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có thể hiện là 101 mét, nhưng mà khi đo vạch lại thì nó còn 100 mét. Mà nếu như tòa án không tiến hành đo vẽ, tòa án tuyên 101 mét, vậy thì cái phần thiệt hại đó khi mà qua thi hành án thì nó sẽ ứng dụng như thế nào trong thực tiễn? Thưa quý vị và các bạn, cái việc đo vẽ trong việc tranh chấp đất đai tại tòa án là một cái điều cần thiết và các bên phải thực hiện. Còn một cái chi phí nữa, chi phí việc đo vẽ thì ai chịu? Tôi đi nhiều lắm quý vị. Thông thường thì là nguyên đơn chịu.
Cũng có thể nếu nguyên đơn nói rằng là thôi chi phí nó không đáng bao nhiêu, thôi thì tôi chịu hết. Còn thí dụ như những chi phí nó cao quá, tôi là tôi tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất nha. Nhà tôi là có 5 người con đó, giờ tôi tiến hành ứng cho cái việc đo vẽ là 30 triệu. Bây giờ mỗi anh chị mỗi người chia được một suất thừa kế bằng nhau, vậy thì phải share ra cái chia ra cái số tiền mà đo vẽ, chia ra cả cái số tiền mà định giá nữa quý vị. Thế đó như quý vị và các bạn, trong quá trình nguyên đơn khởi kiện tại tòa án, nếu liên quan đến đất đai thì chúng ta phải buộc phải tiến hành đo vẽ quyền sử dụng đất để có những cái chứng cứ xác thực làm căn cứ xét xử của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, một cái chút bức xúc nhỏ, nếu như trong trường hợp mà cái phán quyết được chia quyền sử dụng đất nhưng không biết chia ở vị trí nào, đã làm cho tôi có một cái hứng thú để làm một cái video này tặng quý vị và các bạn. Nếu trong những cái video này có điều gì khó hiểu thì quý vị và các bạn hãy để lại comment ở phía dưới. Thêm nữa, cũng mong muốn rằng thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những cái kiến thức bổ ích. Có thể quý vị và các bạn không dùng ở hiện tại, nhưng có thể các bạn sẽ dùng ở thì tương lai. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái câu chuyện Dân Ta Phải Biết Luật Ta.